Hello mọi người, em Yumi Tom đây. Bây giờ là mình vừa mới về rồi nha. Rất là đuối. Ngày hôm nay em rất là mệt nha mọi người. Thật sự ra là đi hoài em cũng không biết là em phải đi đâu. Em nhớ đường nhớ đục, hay bị quên lắm. Không nhớ phòng của mình đâu. Giờ là em đi bộ lên nha mọi người. Thật sự ra là ngày hôm nay rất là vất vả. Ngày hôm nay rất là vất vả nha mọi người. Đó, em phải đi bộ lên nè. Đó. Trên này là bắt đầu tối rồi. 4:01. Mình lên phòng bao nhiêu ta? 4:01. 4:02. 4:04. 4:04 ở đây. À, 4:02. 4:02 nha. Giờ là em mở điện lên nha mọi người. Đó, mở điện lên rồi nha mọi người. Rất là mệt nha mọi người ơi. Hôm nay là mùng 5 Tết nha. Thật sự ra là em rất là cần một cái giấc ngủ ngon như thế này nè. Đó. Đầu tóc em nó bù xù. Nhưng mà em cũng vẫn để em thở đã. Bình thường là em ngủ ở 101. Nhưng mà hôm nay là phòng kẹt khách. Cho nên em leo lên 404, 402. Mà em nói thiệt chứ em đi bộ là em thở không ra hơi luôn á. Mọi người hãy chờ em một chút xíu. Và cũng đừng có bỏ kênh. Và cũng đừng có rời kênh. Sau đây em cũng sẽ có những cái điều quan trọng, rất là quan trọng. Và đằng sau nó sẽ có rất là nhiều cái hấp dẫn. Và mọi người sẽ không lãng phí cái thời gian mà nghe em chia sẻ đâu, thực sự. Tại vì em cũng muốn làm được một cái điều gì đó, cũng như là em cũng giải tỏa cái căng thẳng của ngày hôm nay. Ngày hôm nay thật sự là rất là áp lực. Và áp lực như thế nào, căng thẳng ra làm sao, và nó có những cái câu chuyện gì vào ngày mùng 5, là đêm hôm nay. Bây giờ là 23 giờ đêm. Thì sau đó thì em muốn chia sẻ cho mọi người, để cho đâu đó một vài anh em hoặc một ai đó đang cần và cũng gặp cái trường hợp như em, thì có thể là có cái hướng giải quyết có thể là tốt hơn em. Đó, cho đến thời điểm hiện tại. Tại vì sao? Mọi người chờ em một xíu, chớ có rời kênh nha. Em sẽ quay lại ngay để cho em thở một xíu. Em rất là mệt luôn á. Đó, em tiếp tục với câu chuyện là ngay lúc nãy. Mọi người thấy em rõ không? Âm thanh hình ảnh như thế nào? Em nghĩ là chắc là cũng đã tương đối rồi. Em cũng đang cố gắng để mà chia sẻ cái câu chuyện ngày hôm nay, là đêm ngày mùng 5 Tết, cũng như là mình có thể là thoải mái nhất tâm lý có thể. Lúc nãy em gặp cái vấn đề nó như thế này, là mọi người cũng biết rồi. Giờ này đã là 11 giờ đêm hơn, em mới được về tới phòng. Và thật sự ra là cái bụng em cũng rất là đói. Và lúc chiều thì em cũng có làm vài cái video về ăn uống, nhưng mà cũng chỉ ăn là cái dĩa cơm. Và ngày hôm nay là em uống 4 ly cà phê rồi, 4 ly nước, trong đó có 2 ly cà phê và 2 ly nước. Và bây giờ là em đã dùng thêm 2 chai nước, dùng thêm 2 chai nước ngọt. Thì em biết cái điều đó nó không tốt, nhưng mà đối với em thì để duy trì một cái năng lượng để cho xuyên suốt một ngày đó thì quá là áp lực. Tại vì em vào từ Quảng Ngãi, em vào đây là ngày 27 tháng 10, bây giờ đã là ngày 25 tháng 10 tháng 1, chỉ còn 3 ngày nữa là đúng tròn 3 tháng, mà cũng rơi vào cái thời điểm Tết. Hôm nay là ngày mùng 5. Thực ra là cái thời tiết Sài Gòn rất là đẹp, và không có thể nào mà mình có thể là diễn tả được bằng một cái từ ngữ nào cả.
thì cái câu chuyện nó như thế này, em cảm thấy nó rất là áp lực, cũng hơi là bị kiệt sức một tí, nhưng mà em vẫn cố gắng, tại vì em không còn đủ thời gian để mà em có thể là dừng lại để mà mình thôi thay đổi cái thói quen. Tại vì sao? Một khi cái thói quen nó đã hình thành, nó cần 28 ngày và một thời gian liên tục trong vài tháng tiếp theo, mà trong 3 tháng gần đây cũng như là cái thời gian trước đó vào năm 2022 thì em liên tục thay đổi cái thói quen của mình, liên tục thay đổi. Em nói thật sự ra là em vẫn tự tin rằng cái sức khỏe của mình cũng vẫn là quá là đỉnh, quá là giỏi, chứ nếu không không thể nào mà thay đổi thường xuyên và liên tục. Kể cả giấc ngủ cũng thay đổi, công việc cũng thay đổi, thời gian cũng thay đổi, và đồng thời cùng lúc làm nhiều công việc, và em cũng có thấy có sự tiến bộ trong này. Thì bây giờ là em chuyển sang là bây giờ là Tết đúng không? Bây giờ là mọi người đang, bữa nay mới là mùng 4 Tết thôi, em xin lỗi mọi người là mùng 5, mùng 4 Tết thôi. Thì thật sự ra là em cũng rất là rối, nhưng mà thật sự ra là lúc nãy khi mà ở trên quận 1 em cũng rất là hoang mang và cũng rất là muốn lưu lại những cái khoảnh khắc ở quận 1. Cụ thể đó là Bùi Viện, là một nơi mà cả thế giới đều biết tới Việt Nam mình là nhờ Bùi Viện và một vài cái nơi nữa, mà mỗi ngày em đều di chuyển đi qua cái phố Bùi Viện như vậy. Em cũng rất là muốn lưu lại những cái khoảnh khắc trong cái thời gian như vậy trước khi em ra Hà Nội vào cái dịp tới. Thì em cũng suy nghĩ rất là nhiều, em lượn qua lượn lại, nhưng mà nếu như mà chạy xe thì em rất là tự tin, hoặc là làm một cái nhiệm vụ gọi là phải nói là thoải mái nhất có thể thì em tự tin. Tại vì mọi người cứ hình dung đi, và có nhiều người đã biết và có nhiều người chưa biết rằng là ở Bùi Viện là nơi là tập trung những cái khách du lịch nước ngoài cùng với những khách du lịch bản xứ ở Việt Nam mình, ở các tỉnh thành khác nhau, và cũng tập trung những người họ là người Sài Gòn, và có người biết và có người chưa biết, và khu phố đó là rất là nổi tiếng, giống như là kiểu như là nơi thu hút tất cả các thành phần. Mà em làm việc thì em ok, mà bây giờ là em đang muốn thay đổi một tí nội dung, nghĩa là để phục vụ cho các anh em mình có những cái video nó hay hơn, hấp dẫn hơn. Và em làm video ra em cũng sợ không có người xem, và sợ các anh em mình sẽ bỏ em, thì em cũng cố gắng làm cái điều gì đó. Thì nó quá mới mẻ so với em, tại vì những cái nội dung mà em đăng tải, những cái nội dung mà em làm thì nó xoay quanh cái công việc của em, xoay quanh cái cuộc sống, và em luôn luôn hướng tới một cái điều mà phải nói là tương đối đơn giản nhất, tiết giảm chi phí, phải nói là nó ở mức thấp nhất. Còn ở Bùi Viện thì đó là một cái phải nói là chẳng qua là cái vấn đề nó cũng nhỏ thôi, em tiếc 30.000 gửi xe chứ không gì hết. Tại trong cái khoảnh khắc ngắn giống vậy thì em không thể nào mà thay đổi được. Em tiết kiệm 30.000 gửi xe, tại vì vốn dĩ ra là em chỉ gửi xe em đi chỉ mười mấy phút thôi, mà lại tốn kém 30.000 gửi xe, với lại là em cũng thấy nó lãng phí một chút xíu chứ không có gì hết, với lại là em cũng không có yên tâm thôi. Tại vì nào giờ là em đi làm việc ở đó thì nhiều, nhưng mà gửi xe thì chưa bao giờ em gửi xe ở đó. Thì em cũng rất là ngại, và em cũng suy nghĩ hoài có cách nào đó hay không để mình hình thành cái thói quen. Cũng còn một cái lý do nữa mà em không có tự tin về bản thân, nghĩa là từ nào giờ em không uống rượu được, cũng không uống bia được, nhưng mà khu phố đó tập trung rất là nhiều người, họ nhậu nhẹt, họ uống rượu uống bia để mà thư giãn này kia, thì thật sự ra là cũng là một cái để khó mà thích nghi được ở cái địa điểm đó. Cái thứ ba nữa là em thật sự không thích chỗ đông người, em xin lỗi, tại vì em thích cái sự bình yên hơn, yên lặng hơn. Nhưng mà tại vì cái khu phố nó quá đẹp ở những cái ngày Tết như thế này, và nó đã có rất là nhiều trên những kênh YouTube của các anh em khác. Cái thứ tư nữa, cái kênh của em là kênh mới, em không thể nào mà tự tin cầm máy quay để mọi người chú ý tới mình được, rất là ngại ngùng về cái vấn đề này. Còn khi mà em mặc đồ ráp để mà em di chuyển, em làm việc bình thường thì mọi ánh mắt nhìn thì nó đều là bình thường, và với em cũng bình thường, tại vì trong cái tâm trí của mình thôi. Thì cái đó là em cần phải khắc phục, nhưng cần một cái thời gian dài để em dần dần em thích nghi. Thêm một điều nữa rằng là em là người tài xế, cho nên là mỗi ngày em đều di chuyển ngoài đường, mỗi ngày em đều lao động ngoài đường, cho nên em cần cái sự bình dị nhất. Chứ không có thể nào mà tài xế mà ăn mặc đẹp đẽ này kia được, mà
nhìn thì hay buồn cười, tại vì thật sự là cô giảng của em như thế này thì không giống người ăn chơi xíu nào. Nhưng mà mục đích của mình là cũng chỉ muốn là lưu lại cái khoảnh khắc, hoặc là cũng lưu lại cái khoảnh khắc để khi em ra Hà Nội 1000 mấy cây số mà em cảm thấy mình tự tin hơn, nó dễ dàng hơn, trong khi Bùi Viện ở ngay trước cái mặt em, coi như là mình với tay là mình đã đụng tới Bùi Viện, là mình chỉ cầm máy thôi, nhưng mà em quay bằng cái đi xa thì nó sẽ rung, là mọi người sẽ coi nó không có được hấp dẫn. Cho nên buộc lòng em phải di chuyển từ từ, và em cũng không có đem theo cái gimbal, buộc lòng mình phải dùng bằng cái cơ thể của mình để mà mình làm sao để có một cái nội dung nó tốt nhất có thể, âm thanh nó không dính bản quyền và tiếng ồn nó phải giảm đi. Đó mới là một cái video phải nói là chuyên nghiệp, mà em không đủ thời gian để làm cái việc này thì em cũng rất là hoang mang, nó có rất là nhiều cái vấn đề. Rồi thêm một cái vấn đề nữa, đó là app em nó cũng vẫn còn đang mở, em cũng rất là bị cuốn việc, mà khi có khách hàng đặt thì em cũng rất là ngại, cho nên em cũng là suy nghĩ đong đếm. Mà một khi mà mình suy nghĩ trong cái ý tưởng ở trong đầu của mình rồi đó, cái tự nhiên cái nó bị phản ứng mình, là cứ suy nghĩ hoài cái nào mạnh hơn thì cái đó thắng. Mà cuối cùng em không quay được ở Bùi Viện, trong khi ngày nào em cũng di chuyển tới đó. Và những cái khoảnh khắc ở cái mùa Tết này, hôm nay là ngày mùng 4, là em nghĩ rằng là tất cả các mọi người, tất cả các phải nói là tất cả mọi người, cũng như là cả anh chị em, đều thích, phải nói là một cái sự trải nghiệm cũng như là một cái sự khám phá cái không khí ở Sài Gòn, ở một cái nơi nó đẳng cấp như vậy mà mình không thể trực tiếp mình nhìn bằng mắt được, thì đó là một cái điều tuyệt vời. Và em nghĩ như vậy, và cũng không dễ gì mà mình có cái cơ hội mà mình được lưu lại cái khoảnh khắc vào cái dịp Tết như thế này đâu. Tại vì dịp Tết như thế này thì mọi thứ nó đều dễ dàng, mọi thứ nó đều thoải mái, nhưng em cũng là đang chia đôi cái thời gian công việc giữa là YouTube, cũng như là công việc cũng phải duy trì cái cuốc xe của mình để cho nó ổn định, cũng như là duy trì một cái nhiệm vụ khác là hỗ trợ người anh của em đó. Cho nên em cũng rất là đau đầu, em cũng căng thẳng, cũng áp lực, và mình thấy mình giống như bị bất lực, tại vì cái nội dung của mình muốn đưa ra là phải nói là chi phí nó tiết giảm thấp nhất có thể, tại vì làm cái gì nó cũng phải đầu tư, làm cái gì nó cũng phải là tốn kém cái chi phí. Nhưng mà em đang hướng tới cái sự đơn giản nhất mà có thể là có được một cái giá trị phải nói là lớn nhất có thể, để chi, để lan tỏa đến các anh em, cũng lan tỏa đến nhiều người hơn nữa. Thì em rất là đói bụng, nhưng mà em nghĩ là mình không xứng đáng để ăn ngày hôm nay, cho nên em ráng trong ngày hôm nay đến ngày mai thì em phải cố gắng làm sao đó để em lấy lại một cái niềm tin tốt nhất có thể, cũng như là lấy được một cái tinh thần phải nói là tốt nhất. Thì em chọn cách là em phải tìm một cái nơi mà em thích giống vậy, để có một cái giấc ngủ rất là ngon, có cái miệng giấc ngủ ngon và sâu thoải mái để mà mình bắt đầu công việc. Nhưng mà trong cái quá trình mà em suy nghĩ như vậy, em cũng cân đo đong đếm như vậy, thì em có gặp một cái trường hợp như thế này, thì em sẽ chia sẻ cho quý vị cũng như là anh em mình có thêm kinh nghiệm, cũng như là có thêm một cái bài học nào đó, cũng giống như là có thể là học hỏi được một cái điều gì đó trong này. Thì cái câu chuyện như thế này là em có một vị khách cũng là rock bay, có điều là em không nghĩ rằng là mình nghĩ là mình gặp cái vấn đề nhỏ nhỏ như vậy là mình cũng nghĩ là nó quá to với mình rồi, so với cái tuyến đường mà từ đây ra Hà Nội cũng là 100 mấy cây số. Em có thể là tự tin mà khẳng định được với cái chi phí thấp nhất có thể, trên cái lộ trình đó thì em sẽ ra một cái album, coi như là làm một kỷ niệm trước tuổi 30, chứ không là không còn cơ hội nữa. Rồi cái album đó thì mình tạm gác lại là sau đây, còn đây là những cái khoảnh khắc ở Sài Gòn, dường như là nó ở ngay trước mắt em rồi, em có thể chụp được. Mà vì cái sự thiếu tự tin của mình, vì cái thói quen của mình, cho nên mình chưa có thể làm được đó, thì em cảm thấy là mình rất là vô dụng, bất lực. Nhưng mà em không có dám than với mọi người nha, em không có than vãn gì hết, em cũng không có phải nói là
ai phải thương hại em, tại vì cái này là do bản thân của mình, cái suy nghĩ của mình phải đấu tranh, mình phải giành giật. Tại vì em ngủ cái phòng như thế này 160.000 một đêm, thật sự em rất là thoải mái, em không có tiếc. Tại vì sao? Tại vì em cũng đã rèn luyện cái thói quen này một thời gian dài, cho nên em thấy nó rất là bình thường, nó rất là gần gũi. Còn ở Bùi Viện, nó là một cái nơi đẳng cấp, nó là một cái nơi xa vời. Thì em quay lại cái câu chuyện mà em muốn chia sẻ với mọi người hôm nay, đó là em gặp một cái vị khách mà em cũng hỗ trợ người ta về, và cú xe này là vừa đi vừa về là 100.000. Nhưng mà theo con mắt em quan sát thì em thấy cái vị khách này hơi buồn, có cái vẻ rất là buồn. Và em cảm giác như em lấy 100.000 nó không có xứng đáng. Tại vì từ cái lộ trình thì nó cũng ngắn thôi, nhưng mà hôm nay rơi vào thứ tư, mà trong khi đó em cái vấn đề lúc nãy đó thì em đang phân vân, đang suy nghĩ, cũng đang không biết là mình nên đi hay nên lùi. Tại vì mình sẽ bị thay đổi một cái thói quen là coi như là cơ thể của mình nó phản ứng dữ lắm, dù mình không có làm gì nó cũng rất là nhanh mệt, nó nhanh cạn năng lượng. Còn theo một cái thói quen hàng ngày mỗi ngày nó lặp đi lặp lại, cái tự nhiên cái cơ thể của mình nó sẽ giúp cho mình làm việc nó bình thường hơn, nó nhẹ nhàng hơn, nó ít tiêu hao năng lượng hơn. Nhưng mà một khi mình thay đổi thói quen thì nó sẽ khác. Thì khi đó em đã tắt ứng dụng rồi mọi người ạ, tắt ứng dụng rồi. Nhưng mà vì em cảm giác như người khách nào họ muốn cần giúp đỡ thì em hỗ trợ họ. Em nghĩ là 50.000 cho một cuốc xe nó cũng không cao, và đằng nào thì em cũng phải đi vòng vòng để em lấy lại cái tinh thần. Thì vô tình thì em đưa khách đi thì em cũng vẫn vui, em nói chuyện với khách thì nhiều khi em cũng xoa dịu được cái cảm xúc ở trong người em. Tại vì em không có ai để chia sẻ, cũng rất là khó để kiếm được một người họ thấu hiểu mình, để mà mình có thể là tâm sự những cái gì đó gọi là thoải mái nhất có thể trong cuộc sống. Tại vì em nghĩ ngoài kia ai cũng sẽ gặp những cái vấn đề khác nhau, ai cũng có những cái hoàn cảnh khác nhau. Và trong cái dịp Tết như thế này, thật sự ra em nói là sau khi mọi người chơi Tết xong, chơi xuân xong rồi đó, thế nào cũng có nhiều cái trường hợp mà nó xảy đến. Và từng giây từng phút trên trái đất này nó đều xảy ra vô vàn cái việc. Thì bây giờ quay lại cái việc đó thì em thấy khách hàng cũng buồn buồn. Thì không phải vị khách này trả tiền, mà một vị khách khác đã trả tiền cho em để đưa người này về nha. Thì em cứ thấy vị khách này buồn buồn, thì em mới hỏi, ủa là lý do sao anh buồn, hay là anh bán cái xe nó buồn? Tại vì khi đó là em nhận là có hai người đi trên một chiếc xe và chở thêm một cái xe xích lô của trên nít, thì rất là khó chở, cho nên đặt em để hỗ trợ một người về, còn một người chở xe xích lô đó. Thì em cứ nghĩ là chắc là bán cái xe đó không đúng giá, rẻ quá là buồn, hoặc là có một cái lý do nào đó mà em cứ thấy nhìn chằm vào cái nhà. Rồi bắt đầu là anh đó mới chia sẻ rằng là không phải anh bán xe anh buồn, mà là cái nhà đó là nhà của anh, cũng như là cái chị vừa đi chiếc da dép là vợ của anh luôn. Thì mình mới nghĩ trong đầu kia, anh này cũng sang cũng giàu mà sao mà anh lại buồn, mà tại sao lại như vậy? Mà chiếc da dép các bạn biết nó không phải rẻ tiền, chiếc cũ nó cũng rơi vào tầm 200-300 triệu, mới có thể là 500 triệu, 500 nha đến 300. Mà anh này cũng rất là phong độ, nhưng mà anh nói là vợ ảnh, con ảnh, nhà của ảnh. Nhưng mà trong cái dịp Tết cũng vợ chồng cũng có lục đục và cãi vã nhau, thì khi đó ảnh mới lại đi qua một nơi khác anh ở. Thì mình nghĩ cũng buồn, thì trong lúc đó mình cũng đang buồn. Buồn là mình không biết là phải xử lý như thế nào về cái vấn đề là mình lưu lại khoảnh khắc ở Bùi Viện. Thì cái mình cũng có ý tưởng như thế này, nhưng mà mình cũng không biết là mình có nên làm hay không. Tại vì mình đang giảm cái chi phí xuống, thì ở Bùi Viện mình muốn lấy được cái khoảnh khắc đó. Thì bây giờ mình thiếu tự tin, mình sẽ có cách, cái phương pháp để giải quyết cái tự tin đó là mình sẽ đặt 4 anh em tài xế công nghệ, chẳng qua là đi chung với mình thôi. Và thay vì một cuốc xe các anh em làm rất là vất vả, tầm 1 km nó chỉ có 2 km nó chỉ có 10 mấy ngàn thôi, thì mình sẽ dùng 4 anh em tài xế đó mà mình nhờ mấy anh hỗ trợ giống như là một người vệ sĩ. Và mình sẽ trả tiền gửi xe cho mấy anh đó. Thì nếu như 4 chiếc xe, tính luôn xe của mình là 5 chiếc, thì nó rơi vào chi phí, nó rơi vào là tầm 30 nhân cho 5
3 x 5 15 là 150 và kết hợp với lại 4 chai bia để cho mọi người khỏi cái phải bàn tán hay là gì đó, cứ giống như là mình giống như là mình hùa vô đám đông, gọi là giống như cái trend á, tại vì mọi người 5 người đều với nhau và đồ công nghệ như nhau thì chắc người ta nghĩ là đi chơi thôi chứ không nghĩ là đi chạy xe. Thì mình sẽ dễ thu hút hơn, dễ để người ta tập trung vào những anh em khác, thì mình mới có thời gian để mà mình đi lưu lại những cái khoảnh khắc. Thì đó là cái cách để giúp mình tự tin nhất. Và mình sẽ trả chi phí cho mỗi anh gọi là 100.000, thì thật sự ra là nó cũng không có đáng là gì, nhưng mà mình nghĩ ra để làm sao nhờ mấy ảnh thì mình cũng rất là áy náy, tại vì nếu mà tài xế họ hiểu thì nó lại đồng cảm hơn và nó cũng dễ dàng hơn, và đôi bên cũng có lợi, và các anh cũng có được một phần thưởng xứng đáng, và mình cũng có được cái mình cần, và mọi người cũng có một cái nội dung rất là hay, cũng như là cái đó lưu lại cái khoảnh khắc cho mình. Và chi phí đó nó rơi vào không quá 1 triệu, nhưng mà em cũng chưa đủ tự tin, và đó là cái kế hoạch thôi. Và chắc chắn ngày mai em sẽ cố gắng để em hoàn thành nó. Em quay lại tiếp cái câu chuyện của cái anh mà giận gia đình, thì như vậy thì em mới không biết làm sao hết. Em mới nói là bây giờ thôi thì anh cứ vui đi, tại vì em cũng có một câu chuyện, thì em cũng chia sẻ câu chuyện của mình để đồng cảm với khách hàng của mình, chứ thực sự ra là mình cũng biết nói gì đâu, mình cũng đâu muốn biết giúp đỡ gì đâu. Nhưng mà nếu như trường hợp của em buồn như vậy đó, thường là em sẽ đi massage hay là đi làm một cái gì đó mà mình thích, để chi, để cho nó giải tỏa cái căng thẳng, nó giải tỏa stress, cũng như là làm cho mình thêm cái phần tự tin hơn khi mà mình chi đúng chỗ đó, thì tự nhiên cái người mình khỏe. Thì em tiết kiệm trong những ngày này thì vừa là chở khách, vừa phải đáp ứng YouTube, cũng vừa phải làm những cái việc mà nó phải suy nghĩ những cái ý tưởng, những cái kế hoạch để cho nó làm sao cho nó trơn tru hiệu quả nhất, mà nó có thể là giảm đi những cái chi phí, hoặc là nó giảm đi những cái rủi ro có thể xảy ra trong cái hành trình hoàn thành cái ước nguyện như vậy. Thì bắt đầu là khách di chuyển về đường số 16 của Lê Trọng Tấn, quận Tân Phú. Thì khi đó em mới hỏi là sao mà anh chị giận nhau này kia rồi đó, thì anh mới nói là giận rồi bây giờ anh bỏ đi. Mà em nghĩ là em cũng không hỏi sâu quá, tại vì mình cũng không có nhấn mạnh nỗi đau của người ta, mà mình chỉ là đồng cảm chia sẻ. Và em cũng kể cái câu chuyện như vừa rồi em chia sẻ với mọi người đó, thì em nói là em sắp ra Hà Nội, bây giờ em chỉ muốn lưu lại cái khoảnh khắc ở bệnh viện, nhưng mà em chưa có biết làm như thế nào để cho nó hợp lý quá nhất, trong khi em chỉ là tiết kiệm, siêu tiết kiệm cũng 30.000 gửi xe, mà trong khi trang phục của em nó vậy quá là bận, trong khi một cái công việc đơn giản như vậy là chỉ có một em bé nó cũng đã làm được, nó cũng đã quay được, những người ở Sài Gòn họ quay được, những bạn trẻ có thể quay được, mà trong khi cái việc dễ như vậy mà mình không làm được thì mình cảm thấy mình bất lực. Thì anh đó bật cười, thì vô tình cái câu chuyện của mình nó cũng chạm đến là cái người khách đó, thì vô tình họ cũng dần dần họ quên đi cái câu chuyện của họ. Thì đó là một cái hướng mà phải nói là em cũng làm tốt cái trách nhiệm của mình an ủi khách hàng, cũng như là một phần cũng là góp phần em thấy mình may mắn hơn vì khách ấy nhiều cái việc đơn giản mà mình còn đau đầu như vậy. Bây giờ anh chị mà cãi nhau vào những cái ngày như thế này, và mỗi người ở mỗi nơi như thế này, mặt không nhìn nhau, thì chuyện đó thì nó, nếu như mà nói thì thật sự ra ở Sài Gòn này nó cũng rất là bình thường. Thì em, nhưng mà với ảnh thì mình nghĩ trong cái khoảnh khắc đó, trong cái lúc đó, nếu như không có người nào đó bầu bạn chia sẻ, thì mình nghĩ là chắc là nó sẽ có nhiều cái hệ lụy hơn nữa. Thì cái hệ lụy như thế nào thì tiếp theo câu chuyện nào. Thì bắt đầu là mình có vừa chạy xe đưa ảnh về, và mình cũng vừa là cài view YouTube, thì vô tình ảnh thấy cái video là mình có những cái nội dung về xe hơi, cũng như là trang sửa chữa xe hơi, tân trang, đó là cũng là công việc mình đang hỗ trợ anh mình, và mình cũng không biết gì về xe hơi đâu, mình chỉ hỗ trợ thôi, thì mình làm được cái gì thì mình làm. Thì ảnh mới là hỏi rằng là ở đó có thợ, có cần thợ sửa xe hơi không, cần người phụ á. Thì bắt đầu là mình nó thấy, tại vì mình cũng không quá thân với người khách này, và mình cũng không biết, chỉ mới gặp lần đầu, mặc dù mình đồng cảm với cái hoàn cảnh của anh thiệt,
Nhưng mà vì là mình hỗ trợ về cái vấn đề mà xe cộ này kia thì nó là một cái vấn đề khác, và mình cũng không có muốn là nó liên quan quá nhiều, và mình cũng không muốn là đẩy mình vô cái trách nhiệm đó. Và cái trách nhiệm của mình là ở đây là chỉ là hỗ trợ khách hàng đi và về hết. Nhưng mà bây giờ người ta có chuyện, thì bây giờ trong cuộc xe hai người không làm gì được, thì mình làm sao đó để giải tỏa cái căng thẳng. Chứ ví dụ như mà trường hợp khách bí bách quá, họ làm gì mình trong những ngày này thì sao? Hoặc là mình, nó cũng ảnh hưởng tới cái cảm xúc của mình. Nếu như mà mình thấy ai đó buồn thì tự nhiên cái cảm xúc của mình tự nhiên nó cũng buồn theo. Thì đó là cái lực hấp dẫn, nó hút. Thì vô tình cái mình không có cái không khí thay đổi thì coi như là mình cũng bị tiêu cực theo. Thì bắt đầu là mình nói, ủa, chứ bây giờ anh đang làm gì? Thì anh nói là anh đang ở không. Bắt đầu câu chuyện nó sẽ buồn hơn. Nếu mà các bạn đã nghe tới cái nội dung này, tới cái đoạn này rồi thì vui lòng đăng ký kênh, chia sẻ hoặc like. Và có những cái ý kiến bình luận nào thì hãy comment bên dưới để cho mình có thể là tương tác với mọi người nhiều hơn. Rồi bắt đầu ảnh mới lại nói là hỏi mình có thuốc không, thì mình nói là mình có. Thì khi đó ảnh mới nói là thế thì mình tưởng là ảnh mời mình hút thuốc, nhưng mà ảnh nói thế thì lát cho anh vài điếu. Mình lại đánh dấu hỏi nữa. Khi đó mình nói là em hút Sài Gòn, nhưng mà ảnh thì hút dép. Thì em nói thôi, thì tại vì trước đó mình nghe giận dỗi vợ chồng này kia thì mình cũng thấy là chắc anh đang gặp vấn đề hoặc là có một cái chuyện gì đó, thì chỉ là xin tạm điếu thuốc hút thôi. Thì mình sẽ nói là thôi, thì mình cũng không phải thương hại anh, và anh cũng không cần mình thương hại. Tại vì nếu như các bạn hoặc anh em mình gặp trong những cái hoàn cảnh như vậy thì mình sẽ thấu hiểu được. Thì mình mua một gói. Nếu như mà mình mua nửa gói thì chắc người ta không bán, mà mình thì không hút dép. Mà để cho ảnh thoải mái hơn khi nhận cái gói thuốc đó, thì mình mua luôn gói thuốc của mình, là mình mua gói Sài Gòn bạc và gói dép luôn. Thì mình đưa cho ảnh một gói. Và mình nói vui vẻ đi anh. Mình kiểu như là mình để cho tạo một cái không khí nó thoải mái nhất có thể, để ảnh có thể nhận một cái sự, phải nói là không phải là sự giúp đỡ của mình không gì hết, chẳng qua là anh em mình giao lưu, người mới cũng như người lạ. Tại vì cái hoàn cảnh của anh tuy nó khác cái hoàn cảnh của em, nhưng mà câu chuyện thì nó cũng không khác gì nhau. Tại vì mỗi người đều có mỗi cái vấn đề của mình, mỗi người đều có mỗi cái hoàn cảnh mà mình không thể nào mà diễn tả lên thành lời được. Tại vì có vô số, tại vì bản thân mình cũng gặp, cho nên mình đồng cảm được. Có những lúc mình không có đủ 10-6 ngàn để đi xe buýt, có những lúc như vậy mình cũng mở miệng lên, mình cũng ráng dùng bằng mọi cách để mở miệng để xin đúng 6 ngàn đi xe buýt từ bến xe miền Đông về nhà. Rơm rơm nước mắt luôn, không có ai hiểu. Mình cũng không kể những câu chuyện này và còn nhiều cái câu chuyện khác về bản thân của mình nữa, nhưng mà trong này thì mình chỉ nói là cái sự đồng cảm. Và cái câu chuyện của anh, câu chuyện của mình cũng là bài học, cũng là một cái gì đó để cho mọi người có thể là hiểu hơn, cũng như là ai đó ngoài kia cũng gặp những cái hoàn cảnh mà mình nghĩ nó tệ nhất, nhưng mà yên tâm lại vẫn có cách vượt qua. Thì xong cái cuốc xe và mình cũng trao gói thuốc, bắt đầu anh mới nói là làm ô tô, phụ ô tô thì xưởng anh em cũng mới mở. Thì em cũng nói là không, em cũng không biết gì về đó, em cũng không biết về ô tô, em cũng không muốn có liên quan nhiều quá. Nhưng mà mình không hướng anh đi theo phụ ô tô, tại vì nó liên quan tới anh mình rồi, mình không có muốn can thiệp vô quá nhiều. Thì mình sẽ hướng dẫn cho anh một cái cách khác. Bây giờ vợ anh với anh giận nhau, mà em tin rằng là một lúc nào đó hoặc một thời gian lặng tĩnh nào đó thì á, vô tình là hai người cũng sớm hòa thuận thôi. Tại vì em thấy nhiều lắm rồi, sáng cãi nhau chiều bình thường, có khi là chiều cãi nhau sáng bình thường hoặc là vài hôm, nhưng đừng để nó quá giới hạn chịu đựng của bản thân là được, nếu không thì nó sẽ xảy ra nhiều cái vấn đề ABC sau. Thì bắt đầu
mình hướng dẫn cho anh thì anh cứ tèn tèn với em đi, anh chạy xe với em đi cho nó thoải mái anh ạ. Thật sự mình chia sẻ thật lòng, tại vì những cái gì, những cái nội dung mình làm nó đều liên quan xung quanh cái cuộc sống thôi, và những cái điều nó đơn giản nhất thôi, và làm sao cho nó tối ưu nhất cái chi phí phù hợp với khả năng của mình hiện tại. Và rốt cuộc anh nói mình bất ngờ luôn, là có vẻ mình hơi sợ sợ đó, là anh nói là anh không có xe thì làm sao chạy như tụi em. Dần dần nghe hấp dẫn rồi ha mọi người ha, tại vì câu chuyện này là câu chuyện thực tế và mới xảy ra vào lúc nãy, và hôm nay là đêm ngày hai mùng 4 Tết thì bắt đầu á mình mới nói thế thì sao, thì anh cũng nói là không biết làm sao. Mà trong khi á, nếu mà ảnh đi tới nơi của ảnh cần rồi là mình thả ảnh rồi là mình cũng không quan tâm gì đâu, nhưng mà vì cái sự chân thành của ảnh cho nên mình cũng cố gắng đưa ra nhiều cái cách có thể phù hợp hơn với ảnh. Rồi bắt đầu là ảnh nói là ảnh không có xe, ok không có xe thì mình cũng nói là trước khi mà mình bước vào Grab mình cũng món nợ, mình không có cái gì cả, thực sự mình không có cái gì cả, thậm chí mà mình nợ một cái số tiền phải nói là nó nhỏ so với tất cả mọi người, nhưng với mình đó là một cái phải nói là rất lớn. Khi mà mình làm kinh doanh nó không được như mình mong muốn và mình dừng lại tất cả mọi thứ, và khi đó mình vẫn còn mang một khoản nợ 10 triệu của một người lạ, 16 triệu của một người bạn để mà có cái chiếc Novo 5 bây giờ. Mình chạy Grab và kiên trì như vậy, và bản thân mình nợ, tóm lại là nợ, bạn hiểu nợ đi, còn cái những cái chuyện đó thì nó hơi riêng tư một xíu, đôi khi mọi người không cần, và khi cần thì mình sẽ chia sẻ qua một cái video khác. Tóm lại là nợ, để đồng cảm với anh, tại vì mình cũng sợ chứ lỡ khách họ bí bách họ làm gì mình thì sao. Bắt đầu là mình cũng sợ, đừng nói chứ các bạn, các bạn có sợ rồi đúng không? Rồi ok, không sao cả. Ở Sài Gòn này thì nếu mà kiếm số tiền lớn thì nó rất là khó, cần phải nhiều kỹ năng hơn, cần phải nhiều cái kiến thức hơn, cần phải có nhiều cái phải nói nguồn lực hơn. Nhưng mà những cái công việc mà để duy trì cái cuộc sống, những cái công việc mà phải nói là đơn giản nhất có thể, thì hiện tại ở Sài Gòn vào lúc này mình rất là tự tin. Tại vì sao? Ở Sài Gòn chứ không phải là ở những cái tỉnh khác, nó rất là dễ sau cái mùa Tết này, khi mà dân lao động lên chưa kịp, những người họ đổ về chưa kịp, những cái doanh nghiệp hoặc là những cái công ty nó đang rất rất cần lao động, quan trọng mình có chịu làm hay không làm, chứ còn rất là dễ. Ok rồi, bây giờ là anh không có xe đúng không? Ok, thì mình thấy bây giờ là thậm chí tiền anh cũng không có, thì mình sẽ hướng dẫn cho anh một cái cách khác phù hợp hơn, mà mình cũng đã trải qua về cái vấn đề này rồi. Anh nói không có xe thì bắt đầu là mình cũng nói đồng cảm với anh rồi. Mình nói thì thật còn nhiều việc ngoài kia nữa, nhưng mà để coi cái độ chân thành của anh tới nào tới đâu, thì còn chứ mình thì không có giúp được ảnh nhiều, mình chỉ là giúp ảnh tự ảnh tìm lấy những cái điều ảnh thích hoặc cái điều ảnh cần phù hợp hay không phù hợp thôi. Thì mình hướng anh qua bảo vệ, tại vì em thấy là cái bản thân của anh cũng phong độ, ước gì em cũng được như anh để được làm bảo vệ như khi xưa. Thì khi đó mình cũng kể lại cái quá trình, tại vì sao nửa năm 2012, cái Tết năm 2012 là mình làm bảo vệ để mà mình học cao đẳng, mình cũng đâu có cái gì đâu, hoàn toàn mình không có cái gì hết, thiệt sự mà nói thiệt, mình chỉ có duy nhất một cái chứng minh thôi. Nhưng mà anh cứ nghĩ đi, em như thế này mà người ta còn nhận, anh vạm vỡ to như vậy, sức khỏe như vậy, đó là cách hợp lý nhất rồi. Chỉ có bảo vệ là luôn luôn cần người, mà mức lương không hề thấp, thấp là lương căn bản. Còn có những cái mục tiêu, tại vì mình ở Sài Gòn cũng rất là lâu và mình làm thanh niên bảo vệ cũng là 4 năm trời, không phải ít, rất là nhiều cái mục tiêu, và có những cái mục tiêu có rất là nhiều cái lợi. Trước mắt là mình không sợ đói, tại vì có những cái mục tiêu nó sẽ có tiền tích. Thứ hai là mục tiêu luôn luôn có 3 người đến 15 người, tùy theo mục tiêu. Mục tiêu nghĩa là quán hoặc là một cái nơi chỉ định mà công ty điều mình tới. Đó là cách đơn giản nhất để không bổ sung hồ sơ mà mình cần phải duy trì cuộc sống gấp.
Rồi từ bảo vệ đó mình sẽ học ra nhiều cái nữa, và mình giao lưu nhiều nhiều thứ ABC. Tóm lại là mình không thể đói. Nếu mà mình làm quán nhậu thì quán nhậu họ sẽ lo cơm cho mình. Và ngày xưa khi mà năm 2012 đó là mình làm 24 tiếng 3 ca liên tục như vậy, mà khi đó là mình chưa biết, cho nên mình vẫn làm. Mình bị đì ghê gớm luôn, dắt toàn AB đi lân với lại thắt, là khi đó mình biết trả thắt luôn đó. Rồi phải nói là bị đi nhiều lắm, rồi bị sai, và mình làm 24 tiếng ở 3 ca khác nhau như vậy. Thì lý ra cái này nó sẽ quy vô là lương của cơ động, là có việc thì làm, không có việc thì thôi. Nhưng mà mình làm luôn với mức lương căn bản, chứ cũng không có, tại vì sao? Tại vì mình cần duy trì sự sống. Cho nên mình làm bảo vệ, nó có tiền bo thì mình thấy mình thích đóng vậy. Còn tiền lương thật sự là một khoản dư để mình đóng tiền học thôi, chứ còn thực ra là có làm là có tiền, ví dụ như vậy. Và đôi khi những cái công việc nó cũng có những cái khó khăn nhất định, mình phù hợp hay không phù hợp thì phải xem thử là mình làm một thời gian như thế nào. Còn không thì mình nghĩ đồng ý bảo vệ sẽ có những cái công ty, thực sự ra là mình nói là mình cũng không có gọi là ý tính, tại vì mình cũng gặp công ty 24 giờ là người ta không trả lương. Rồi nhiều các công ty nó khác nó cũng như vậy, tại vì nó biết cái người lao động của mình là cũng hên xui thôi. Cái đó là đi sâu vào cái chuyên môn quá mình không có nói, tại vì rất là nhiều các anh em công nhân hoặc là mọi người cũng đôi khi cũng đã gặp một hai lần trong đời, nếu như mà theo cái ngành này đó. Thì anh mới nói là làm bảo vệ thì lại không có xe, trời ơi. Em xin thưa với mọi người rằng là những anh bảo vệ em hay đưa đi đưa tới đưa về đều là đi Grab, đi ứng dụng công nghệ hết. Hầu hết các anh em bảo vệ rất là đa số không có xe. Tại vì sao? Tại vì như vậy họ mới làm bảo vệ. Tại vì bản thân em ngày xưa cũng đâu có xe đâu. Sếp nâu chở em đi công ty Hoàng Nam Vương, em rất là biết ơn sếp chở em đi, chứ không phải là em có xe đâu. Nhưng bây giờ quá là dễ rồi. Và cái nơi mà anh ở đó thì nó rải rác những cái mục tiêu của công ty rất là nhiều ở đó. Anh đừng có lo quá về cái vấn đề xe, tại vì nó ở gần sát bên anh rồi. Quan trọng là anh phải hiểu biết một tí, giống như kiểu quen chủ ở đó, hoặc là mình cũng nói giống như kiểu người ta đã biết rồi thì người ta sẽ dễ nhận hơn. Tại bảo vệ mà chỉ là trong xe thôi chứ không làm gì đâu, nó nhàn lắm, thậm chí là còn vui nữa kìa. Tại vì sao? Mỗi chiếc xe dắt ra là đều có tiền bo, và cái cách thức có tiền bo như thế nào thì mình đi vào đi rồi anh em sẽ hướng dẫn hỗ trợ, tại vì ngày xưa mình cũng như vậy. Chứ nếu không là anh em cũng khó chịu, tại vì tối không có tiền chia rất là khó chịu. Thì mình cũng đã chia sẻ hết mức như vậy rồi. Còn nhiều cách khác nữa, quán nhậu, quán ăn, người ta lo ăn, lo ở, tới tháng lấy lương, tới khi mình đủ khả năng rồi, tới khi vợ mình hết trách mình, hết chê mình rồi thì mình về, mình có thể nghỉ công việc đó đâu có sao đâu. Huống chi là cái nhà anh có điều kiện như vậy. Đó thì cái câu chuyện như vậy. Thì bây giờ đúc kết lại như thế này, có mở bài thì có thân bài và kết bài. Thì đúc kết lại như thế này là mình cảm giác như là mình cũng đang rất là hạnh phúc so với bao nhiêu hoàn cảnh của các anh em ngoài kia. Giờ này mọi người vẫn đang làm việc trong mùa Tết, và mình thấy các anh em mình cũng đang rất là bận bịu ở mùa Tết, cũng không nghĩ, thì đó là một cái sự hy sinh rất là lớn, và em cũng trân trọng cái điều đó. Và bản thân em rất là hiếm khi mà em làm một công việc nào đó mà có cơ hội mà em lại tự dưng nghĩ là điều không có. Tất cả các công việc, dù là công việc nào cũng như vậy, em cũng rất là thích mình làm toàn thời gian, mình làm tất cả đến khi mà mình phải nói là cảm nhận được nó, lĩnh hội được một cái chiều sâu hơn nó. Và khi em mệt thì em cố gắng em có một giấc ngủ, nhưng mà làm công ty nó khác với làm tự do. Tại vì làm công ty là mình có mệt mình cũng không ngủ được, mình có kiên trì cỡ nào, mình có quá sức cỡ nào thì lương cũng có nhiều thôi, mà mình cũng không có được nghỉ tự do đâu. Mình không được mệt quá mình cũng không được nghỉ đâu, phải làm đúng giờ đúng giấc. Cho nên nó hình thành một cái thói quen là giống như là con robot lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại vậy đó. Nhưng mà em thì bản thân em thì không có như vậy, em thì thích bay nhảy lượng coi như là đi đây đi đó. Còn làm việc tự do thì mình cũng làm hết sức có thể, và mệt thì mình ngủ, buồn thì mình tìm người chia sẻ, căng thẳng thì mình phải tìm cách để mà mình giải tỏa cái sự căng thẳng đó. Và ngày hôm sau tự nhiên bầu trời nó cũng sẽ tốt đẹp lên thôi, nó không có cái gì gọi là
Cho nên em cũng biết ơn rất là nhiều các anh em ngoài kia, cũng như là mọi người đang làm tới, cũng như là em cũng làm. Vì em cảm giác như hôm nay là em không xứng đáng để ăn cái bữa khuya, tại vì em cũng khá là mệt và thời gian cũng rất là trễ rồi. Em cần phải dưỡng sức để ngày mai còn tiếp tục là đưa khách, cũng như là kiên định với lại cái mục tiêu của mình để gửi gắm tới các anh em mình nhiều cái nội dung hay hơn, cũng như là mọi người thích em. Coi tới cái giờ phút này rồi thì em cũng trân trọng rằng là ai cũng đã trụ với em đến cái thời phút chót. Tại vì ai cũng vậy, trên cuộc đời này không có ai hoàn hảo. Tại vì không hoàn hảo cho nên luôn luôn đi tìm cái sự hoàn hảo đó. Và dù nó có sai sót hay là nó có như thế nào thì cũng đó là một cái sự tuyệt vời. Đó là một cái sự hoàn hảo nhất của bản thân em. Còn bình thường rất là khó làm được cái điều này. Cũng như cách mà em luyện SEO là trong cái toilet này đây, nó rất là thoải mái. Nhưng một khi mà em thay đổi một cái thói quen, hoặc là em có một ý tưởng nào đó, hoặc là em muốn đấu tranh với một cái kế hoạch nào đó, thì em luôn luôn muốn dành một cái sự riêng tư để cho bản thân của mình, làm sao để đủ cái tự tin, đủ cái tự tin thể hiện đó. Cũng giống như là một bài tập thể dục, một bài tập yoga hoặc một bài tập võ gì đó, làm sao mình đủ tự tin rồi thì mình thể hiện một cách phải nói là thoải mái nhất có thể. Và nào giờ là em đang luyện hình ảnh, em đang luyện kỹ thuật quay, bây giờ thì em đang luyện lại cái âm thanh, luyện lại cái âm thanh. Và một khi mà mình tự tin thì mình đứng ở đâu mình cũng tự tin. Và cái này cần rất là nhiều thời gian, nhưng mà đây là nó đang ở những cái giai đoạn rất là ngắn, nó luôn dồn cho em những cái áp lực và những cái sự căng thẳng mà em không thể nào dừng lại được. Tại vì mình phải duy trì cái cuộc sống của mình, cộng hưởng với lại là mình cũng tiếp tục một cái công việc mới, làm sao để cho nó hình thành một cái kiểu như là mình nặng hình nặng đất rồi đó, thì làm sao mình cũng nặng đi vài lần cho nó ra hình, ra hình rồi bắt đầu mình nặng từng cái chi tiết với nhau đó. Nó cũng mất rất là nhiều cái thời gian. Đó là những cái nghệ danh, những cái người họ làm gốm đó, thì cái cuộc đời của mình cũng đi trang vậy thôi. Còn rất là nhiều cái nội dung mình muốn gửi gắm đến cho mọi người, cũng như là mình cùng nhau giao lưu. Cái này em vừa chia sẻ cho mọi người mà vô tình em cũng vừa giải phóng những cái năng lượng tiêu cực ra bằng cách là em giao lưu, tiếp xúc, nói chuyện như thế này, thì cũng đó là một cái điều tuyệt vời. Và bây giờ cũng rất là khuya, thì em cũng cảm ơn mọi người cũng đã cố gắng theo dõi em trong suốt cái video ngày hôm nay. Thì bây giờ là em xin chúc quý vị, chúc 1.300 vị khán giả, cũng như là những người anh, người chị theo dõi em trong suốt thời gian qua, cũng như là những vị khách mới có vô tình ghé ngang kênh em mà thấy có một cái nội dung nào đó nó có thể là giúp cho mình giải tỏa căng thẳng, hoặc là giúp cho mình có thêm một cái giá trị nào đó, hoặc là có thêm một cái kiến thức nào đó, thì vui lòng đăng ký kênh, chia sẻ kênh và like kênh. Tại vì thật sự ra là khi mà em cố gắng để trở thành cái đối tác của YouTube thì nó cũng là một cái nghệ thuật phải nói là rất là lớn, chứ không dễ dàng gì cạnh tranh được với những cái kênh nó phổ biến hơn. Tại vì mình muốn để cho các video mình hoặc là những cái nội dung của mình ở trên cái tốt thì cũng rất là khó, không phải dễ đâu. Nó cần một cái quá trình rất là dài. Nhưng mà trong cái quá trình đó em muốn lưu lại những cái khoảnh khắc như vậy để chi? Để cho em biết rằng là mình có tiến bộ hơn ngày hôm qua như thế nào, và mình cần phải sửa đổi như thế nào, và mình cần làm những cái gì tiếp theo. Thì yên tâm đi, mình cứ đi là mình sẽ thấy con đường. Mình cứ đi dần dần là con đường nó cũng sẽ hiện lên trước mắt mình. Đó rồi, em cũng cảm ơn mọi người. Chúc mọi người có thể một giấc ngủ thật là ngon. Và cũng sắp hết xuân rồi, em cũng hy vọng rằng mọi người có một cái lộ trình an toàn, cũng như có một cái kế hoạch cho năm 2023 để thuận lợi hơn, cũng như là gia đình bình yên và yên ấm. Đó, cũng như là em cũng không sẽ mình làm một cái sự phải nói là vất vả đâu. Tại vì em cũng hạnh phúc, chỉ vì là em kiệt sức một tí thôi, em cũng muốn nghỉ ngơi thôi, chứ còn em cũng không có dám nhận cái sự thương hại của mọi người. Tại vì em luôn làm những cái nội dung mà gọi là đơn giản nhất của cuộc sống, cũng như là cái gì cũng có cái đầu tư, nhưng mà em muốn là cái chi phí của nó phải tối ưu hóa, làm sao nó có thể đơn giản nhất có thể để chi? Để phục vụ cho tất cả mọi người. Tại vì rất là nhiều người cũng đang cần như thế này. Một khi đến một cái nơi nào đó xa lạ, hoặc một cái món ăn nào đó là ngon, thì mình cũng phải là tìm hiểu về giá rồi như thế nào ABC. Thì đó là cái cách mà em đang hướng tới, và cũng như là lan tỏa đến nhiều cái người như em ngày đó. Còn bây giờ thì em rất là thoải mái rồi. Nếu mà để kiếm cơm ăn ở Sài Gòn thì rất là dễ. Và đó, bây giờ là em
sẽ làm một giấc thật là sâu. Cảm ơn mọi người. Bye bye.